4,5 là hôm nay mua thì nó hết 44 đồng. Thì bây giờ mình sẽ rửa nó và mình sẽ đi chẻ đôi nó và mình sẽ bỏ vô lò mình nướng. Chính là chúng nó mình sẽ chết bơ ha. Thì đây mình sẽ đi bỏ nước và mình sẽ lấy đồ mình chà nó ha. Hôm nay mình ăn, mình làm gái hạng sang, mình ăn tôm hùm để làm món tôm hùm sốt bơ tỏi của mình á, thì mình có con tôm hùm ha. Bây giờ mình sẽ chẻ đôi nó và bên đây mình có bơ và tỏi để tí nữa mình làm cái sốt bơ tỏi, mình làm bơ với tỏi để mình chét nó lên, mình nướng chín là mình chét nó lên thôi. Cô gia đây là lần đầu tiên mình làm, mình không biết là mình có làm thành công không mọi người ơi, coi kìa. Để coi coi mình có làm được nó không nha. Rồi và bây giờ mình phải lấy cái búa này để mình đập cái càng nó, đập dập cho nó để nó dễ chín. Và tí nữa mình có tưới bơ vô thì nó cũng thấm ha. Và bây giờ mình sẽ đi làm thịt nó, thấy nó dậy ha, thấy nó... mọi người đừng nói mình ác nha. Tại vì mình phải ăn thịt nó, nó là để phục vụ cho bữa ăn của con người nên ăn thôi. Có nhiều người ăn chay thì sẽ nói là trời ơi ác quá, người ta còn sống mà mang đi làm thịt vậy. Thì mình thấy có rất là nhiều, sẽ nhiều người mà ăn chay thì sẽ không dám nhìn cái cảnh này. Mình cũng xin lỗi tất cả những ai mà ăn chay ha, coi sẽ nói mình là sách xanh đó. Thịt là tình đó, lần đầu tiên mình mới làm, mình mới chẻ nó cho nên mình chưa có biết, mình làm nó hơi bị xấu. Người coi đừng có cười nha. Đó, giờ mình đã làm được rồi, mừng quá. Rồi. Rồi con kia thì mình cũng chặt giống như vậy ha. Mình làm một con cho mọi người thấy không. Và đây là hai con tôm mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ bỏ vô oven ha. Chén bơ mình đã bỏ vô microwave lò vi sóng cho nó tan ra 10 giây rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi bỏ tỏi vô rồi mình trộn đều lên, mình sẽ đi làm cái phần này mình làm để mình chét lên bánh mì, làm garlic bread đó, bánh mì bơ tỏi. Hôm nay mình ăn hai món bánh mì bơ tỏi, tôm hùm sốt bơ tỏi. Mình đi làm cái sốt bơ tỏi để chét lên tôm hùm ha. Bây giờ mình sẽ cắt bánh mì, mình làm một khúc ngắn thôi tại vì có mình Emily nó ăn á. Cho nên mình sẽ cắt xéo xéo và chét bơ lên. Mình có cái khay nhôm nè để mình bỏ vô oven mình nướng á. Mình không có thích ăn nhiều thì mình chét sơ sơ thôi, còn ai mà thích nhiều á là chét nhiều, thật là nhiều bơ và tỏi thì ăn nó sẽ ngon hơn theo tùy ý thích của mỗi người. Mình thì mình không thích nhiều, mình thích sơ sơ thôi. Chứ trong chợ Mỹ người ta làm là người ta chét một lớp dày, thật là dày luôn. Mình thì thấy và mình ngán lắm, mình không có thích, mình thích sơ sơ cho nó thơm. Bây giờ mình lấy tôm ra nè. Cái tôm này mình đã nướng được 45 phút đó. Giờ mình sẽ đi chét bơ tỏi lên ha. Mọi người thấy bơ tỏi nãy mình để nó còn trắng vậy mà bây giờ nó vàng khè luôn rồi mọi người ơi. Không biết tí bỏ vô oven nướng nó có khét đen lên hay không đây. Thấy tình hình là coi chừng bị khét đó. Thiệt là không có để ý đó. Cái sức nóng của oven á, nó làm cho cái tỏi khét. Mình cũng đã
chuẩn bị thêm một cái chén muối tiêu chanh đó, để tí nữa mình chấm với lại tôm hùm nè. Thường người ta, người Mỹ người ta ăn mấy cái seafood cua tôm là người ta hay chấm với bơ mà chảy tan ra, mà mình thì mình không thích ăn kiểu đó, mình thích ăn với lại muối tiêu chanh thôi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái bơ tỏi này lên và mình sẽ bỏ vô oven lại mình nướng ha. Và tôm hùm mình đã nướng xong rồi nè mọi người ơi. Tỏi nó hơi bị đen đen, nó thành Mỹ đen rồi mọi người ơi, nhưng mà không sao, nó nhìn nó đen đen nhưng mà không bị cháy khét đen lắm. Bây giờ mình sẽ gắp ra cái dĩa siêu to khổng lồ của mình rồi mình mang lên bàn mình ăn ha. Rồi mời mọi người cùng ăn chung với mình cho vui nha. Coi coi mình ăn, mình sẽ review cho mọi người coi là nó có ngon hay không, có thành công hay không ha. Đó, nó hơi, cái tỏi nó hơi bị đen, thì lần sau mình làm mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ không có phi tỏi lâu như vậy nữa. Tại vì mình phi tỏi xong á, mình cái sức nóng của trong cái nồi một phần, rồi cái sức nóng từ dưới cái oven mình để cái lò nướng đó, nó bốc hơi lên nó nóng cái bếp, nó làm cho cái tỏi mình nó khét. Chứ hồi nãy mình tắt bếp là lúc nó mới hơi vàng vàng thôi, mình nghĩ như vậy là được. Vậy mà không ngờ lần sau chắc mình sẽ để tỏi sống với bơ sống lên, là mình sẽ làm thợ một lần nữa nha mọi người. Mai mốt mình sẽ làm thợ một lần nữa. Đó, bây giờ mình đã được một dĩa lobster rồi, rất là thơm mọi người ơi, mùi thơm lắm, thơm bơ tỏi á, rất là dễ chịu luôn. Rồi đây, mình đây mọi người ơi, chào mọi người một lần nữa nha. Mình mời mọi người cùng thưởng thức với mình. Hôm nay mình có chôm chôm nè, chôm chôm đầu mùa, mới nhập qua, trái nhỏ nhưng rất là ngon. Hôm nay mình ăn toàn màu đỏ không ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái chén muối tiêu chanh để mình chấm với lại tôm hùm của mình. Đây, mình sẽ lấy nửa con này mình ăn trước ha. Nhìn thịt nó, con nó nhỏ nhưng thịt nó đầy, cái vỏ của nó rất là ngon. Rồi bánh mì bơ tỏi của mình cũng rất là thơm. Đây, mời mọi người nha, miếng thịt trắng bum ngon không, chấm muối tiêu chanh. Rất là ngọt thịt mọi người ơi, tuyệt vời, mình thấy là ngon rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng mình cho ông xã mình ăn thử nha. Ông không có muốn ngồi vô trong bàn ăn á, tại vì ông không có ăn được nhiều, cho nên mình đưa ông xã mình ăn thử. Sợ cholesterol cao, còn Emily thì nó chưa có làm bài xong nên nó chưa xuống, mà mình thì đói bụng quá nên mình ăn trước. Tươi ha, tươi ngon. Có người khen nhưng mà không ăn thì ta phải ăn một mình. Cái đuôi này nó cũng có thịt mà rỡ không ra, nhưng mà cái phần gạch của nó là, gạch của nó rất là ngon luôn. Nó cũng gần nữa. Mình mua không có được cái con có trứng, con mà nó có trứng đỏ đây nè, ăn còn ngon nữa mà. Muốn ăn đi nè, muốn lên ngồi ăn cái này nè, nên mình để sẵn đây nè. Đó, ngồi ăn chào mọi người đi. Xin chào lên, từ tay lên xin chào cô chú rồi đó. Hơi ngon, không biết chào gì hết. Muốn lấy một cái dĩa giống mẹ không? Hay là mẹ gỡ cho ăn? Không biết gỡ.
chi. Em vị nó không thích tôm cái gạch. Bây giờ mình để cái càng này ăn. Đúng rồi, bơ tỏi mẹ làm được không? Có ngon không? Nó không bánh mì bơ tỏi đúng không? Lấy đi, cầm đi. Ăn được chưa? Nhưng đợi mẹ. Rỡ cái càng ngon. Rỡ cái càng ra, nãy mình đã đập nó rồi đó mà. Thấy nó vẫn còn cứng nè. Cứng quá nó dính, nướng nó dính luôn trong đây là rõ không ra được nguyên cái. Trong đây nó có nguyên một cái chút cục. Ăn nữa không? Nữa không? Ăn nữa không? Thêm miếng nữa không? Nè, miếng cục thịt trong cái càng nè mọi người. Nè, cho em ăn mì. Đó, cầm ăn. Mẹ có lấy hai cái nghĩa nè. Đây, lấy thêm cái con này. Mình lấy về một cái dĩa giống vậy được không? Ngon không? Đây. Để nó ăn này. Nó ăn thì mình gõ phải mờ vậy đó. Người ăn xong cái miếng đó mình sẽ ăn ngon không? Ngon không? Ngon hơn là mình đi nhà hàng mình ăn nó xào bơ tỏi kiểu kia dầu mỡ không à. Ăn kiểu này ngon. Đây. Ăn thì rỡ đúng cung chúa bù cà xà quá. Bánh mì bơ tỏi được, cái gì cũng được hết, chôm chôm đúng rồi, lấy con keo ra cắt chôm chôm miếng thôi. Ăn thử một miếng bánh mì bơ tỏi mình làm thử coi, mình không ăn nhiều và mình ăn ít thôi. Rất là giòn thôi. Thấy không, giờ đã hở thấy không? Ngon nè, lâu lâu mới ăn, cũng ngon. Chứ cái món này mà ăn mỗi ngày chắc nó cũng không ngon đâu. Hả? Quẹt vô cái gạch của con côn, con tôm mình ăn. Béo lắm. Xin dừng cái video clip này lại đây để ăn. Và không lẽ ngồi ăn hoài thì nó kỳ quá. Vậy mình xin kết thúc tại đây và hẹn cả nhà vào clip tiếp theo nha. Mời mọi người một trái chôm chôm nữa rồi mình xuống nha. Rồi ăn dessert với chôm chôm. Chôm chôm mùa này rất là ngon, rẻ, có 1.99 một thao thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo nha. Bye bye, Emily say bye bye. Bye, thank you for watching my video.